Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về bài số 5, lũy thừa của một số hữu tỉ. Thì cái bài này gồm có 1, 2, 3, 3 nội dung. Thứ nhất đó là lũy thừa số mũ tự nhiên. Thứ hai đó là tích thương. Lũy thừa cùng cơ số. Và thứ ba, lũy thừa của lũy thừa. Ok chưa? Rồi, bắt đầu mình vào vấn đề thứ nhất trước nha các bạn. Vấn đề thứ nhất trước, mình nhấn số 1, số 2 và số 3. Số 1 trước, lũy thừa của số mũ tự nhiên. Cái bước đầu tiên mình sẽ cho các bạn hiểu được lũy thừa là gì đã. Được chưa? Ví dụ như 2 x 2 thì các bạn sẽ biết là mấy ạ? Bằng 4. Nhưng người ta không biết 4, người ta sẽ biết là 2 mũ 2. Ví dụ như 2 x 2 x 2 thì sẽ bằng là 2 mũ mấy ạ? 1, 2, 3 là 2 mũ 3. X x x x thì bằng x mũ mấy ạ? 1, 2, 3, 4 x mũ 4. Vậy lũy thừa là gì? Lũy thừa chính là tích của các số hay là tích của các biến nhân lại. Được chưa? Các bạn hiểu vậy đi. Rồi, thì người ta viết dạng tổng quát đó là A mũ N. Được chưa? Với A là cơ số. Cái đó là cách gọi tên thôi các bạn. N gọi là mũ hay là gọi là lũy thừa hay là mũ. Ok chưa? Rồi, ví dụ như đọc giúp mình cái này là 4 mũ mũ 2, 5 mũ, các bạn có thể đọc là 4 lũy thừa 2, 5 lũy thừa 3. Thì đối với mũ 2 các bạn có thể đọc là bình phương nha các bạn. Bình phương. Khi các bạn đọc bình phương là các bạn sẽ biết đó là mũ 2. Ví dụ như 6 bình phương là 6 mũ 2, 5 bình phương là 5 mũ 2. Được chưa? Đối với mũ 3 các bạn có thể đọc là lập phương. Thì lập phương là mũ 3 nha các bạn. Ví dụ như 6 lập phương là 6 mũ 3, 4 lập phương là 4 mũ 3 nha các bạn. Được chưa? Rồi, đây là hai cái quy ước mà người ta nói. Quy ước thì hai cái quy ước này mình có thể chứng minh nha các bạn. Các bạn có thể comment để mình chỉ cách chứng minh là x mũ 1 bằng x, và x mũ 0, cái gì mũ 0 cũng bằng 1, cái gì mũ 1 cũng bằng chính nó. Ok chưa? Đó là lũy thừa của một số mũ tự nhiên. Rồi, thứ hai đó là tích chia lũy thừa cùng cơ số. Thì mình nói tích trước, được chưa? Tích trước, ví dụ như 2 mũ 3 nhân 2 mũ 4, và các bạn so sánh giúp mình 2 mũ 7. Được chưa? Rồi, bắt đầu nha. 2 mũ 3 nhân 2 mũ 4 thì 2 mũ 3 chính là 3 con số 2 nhân lại, và 2 mũ 4 chính là 4 con số 2 nhân lại. Được chưa? Thì các bạn có thể sử dụng máy tính, đó là bấm giúp mình 2 mũ 3 kết quả là bao nhiêu. Đây, 2 mũ 3 bằng bao nhiêu ạ? 8 nhân 2 mũ 4 bằng 16. Lấy 16 nhân cho 8 bằng 128. Tương tự 2 mũ 7 bằng bao nhiêu ạ? 2 mũ 7 bằng 128. Thì các bạn quan sát giúp mình cái kết quả, được chưa? Và các bạn nhận xét điều gì ạ? Hai cái này là phép nhân lũy thừa nè, lũy thừa cùng gì ạ? Cùng cơ số, được chưa? Thì mình sẽ viết lại dạng tổng quát là gì? A mũ N nhân A mũ M phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Thì bước 1, các bạn viết lại cơ số đó và lấy mũ phép nhân, thì lấy mũ cộng. Ok chưa? Đây là cái công thức về tích
hai vị thừa cùng cùng cơ sở, hiểu chưa? Rồi mình lấy một cái ví dụ nha các bạn. Ví dụ như 4 mũ 3 nhân 4 mũ 5 thì các bạn thấy nè, tức nè hai lũy thừa nè cùng gì ạ? Cùng cơ số nè, các bạn viết lại cơ số và lấy mũ cộng, thấy chưa? 3 cộng 5 bằng 8. Ok chưa? Đó là tức hai lũy thừa cùng cơ số. Sau đây là thương hai lũy thừa cùng cơ số. Rồi, mình lấy ví dụ như 2 mũ 5 chia thương chính là chia 2 mũ 3, và các bạn so sánh giúp mình 2 mũ 2 xem coi kết quả như thế nào. Thì 2 mũ 5 chia 2 mũ 3 thì các bạn lấy máy tính bấm 2 mũ 5 giúp mình. 2 mũ 5 bằng 32 chia cho 2 mũ 3 là 8. 32 chia 8 được 4. Và tương tự 2 mũ 2 chính là 2 nhân 2 là 4. Thì các bạn nhìn nè, kết quả như thế nào ạ? Hai thằng này bằng nhau. Vậy từ đây mình sẽ có công thức chia hai lũy thừa A mũ N chia A mũ M chia hai lũy thừa cùng cơ số. Bước 1 viết lại cơ số. Bước 2 lấy mũ trên trừ mũ dưới. Thì đối với các bạn học ở cấp 2 thì người ta có điều kiện là N phải lớn hơn bằng M. Cái điều kiện này các bạn không cần nhớ cũng được, tại vì sẽ có một cái bài mở rộng liên quan về lũy thừa của một số nguyên âm nha các bạn. Đó, mở rộng, thấy chưa? Đó là công thức nha các bạn. Chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta lấy mũ trừ mũ. Rồi, ví dụ như 4 mũ 5 chia cho 4 mũ 3 thì sẽ bằng mấy ạ? Chia hai lũy thừa cùng cơ số. Bước 1 viết lại cơ số. Bước 2 lấy mũ trên trừ mũ dưới, hoặc là lấy mũ trước trừ mũ sau. 5 trừ 3 được 2. 4 mũ 2 ra 16. Ok chưa? Rồi, cái cuối cùng đó là lũy thừa của lũy thừa. Cái thứ ba, lũy thừa của lũy thừa. Mình lấy ví dụ nha. Ví dụ như 2 mũ 3 tất cả mũ 4 và 2 mũ 12. Các bạn tính giúp mình. Thì 2 mũ 3 tất cả mũ 4 thì có phải bằng là 2 nhân 2 nhân 2 tất cả 3 lần à? Thấy chưa? Tất cả mũ 4, thấy chưa? Rồi các bạn bấm máy tính giúp mình. 2 nhân 2 nhân 2 bằng 8. Rồi mũ mấy à? Mũ 4 bằng 4096. Ok chưa? Tiếp theo là 2 mũ 12 sẽ bằng 2 mũ 12 bằng 4096. Được chưa? Kết quả như thế nào ạ? Giống nhau. Vậy kết luận mình sẽ có công thức, đó là A mũ N tất cả mũ M. Bước 1 cơ số viết lại. Bước 2 các bạn nhìn nhận 3 với 4 tại sao ra được 12 ạ? Là phép gì ạ? Phép nhân, vậy lấy N nhân M. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, mình sẽ lấy một cái ví dụ như 2 mũ 2 tất cả mũ 3. Lũy thừa của lũy thừa cơ số bằng, vậy là cơ số viết lại nè, lũy thừa của lũy thừa thì lấy 2 nhân 3 bằng 6. Ok chưa? Đó là toàn bộ kiến thức về lũy thừa của một số hữu tỉ của bài số 5 nha các bạn. Rồi, trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình. Hoặc là có cái kiến thức nào các bạn chưa hiểu, hoặc là bài tập nào ở dạng lũy thừa mà các bạn chưa biết thì các bạn có thể comment, mình sẽ hướng dẫn lại sau nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Xin bye bye.